tủ đồ lên. Trời ơi, trời gì vậy? Nhưng mà 4k mượt hơn, đây đang 4k nè. Này 8k nè. 8k, 8k nó sáng hơn. Nó bị hột mè đúng không? Nó bị giống như bị hột mè đúng không? Nó tối tối đúng không? Nhưng mà nó phụ thuộc cho cái tùy chỉnh của mình á. Cái này hồi đó cũng đâu có biết đâu, nhưng mà chuyển lại giờ là đẹp nè. Không được đâu. Chứ vẫn xuất lãnh hai bên. Chỉ lô mô sẵn á, đúng không? Ủa đổ, tôi ghét con iPhone truyền thống. Không mua xong rồi nó ghê nó càng. Ừ, giờ iPhone 17, 18 thì cũng tối ngày cứ chụp hình 18 cái lên Facebook. Mua cái chim máy đi. Có sẵn hết trơn, đủ hết trơn rồi, nhà có đủ rồi, trong đó có rồi. Thủ công vẫn là tốt hơn, có đôi bàn tay tan đó. Còn thằng nó đen nữa. Vậy nãy giờ bác bước một ói lại không ạ? Hai đứa mới chuyển. Thank you.
lóc cho tới chết, tôi nói đánh trái nào cũng rụng đại chân hết trơn. Tao muốn nó đâu đụng nó.